Quang Tùng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Thưa quý vị và các bạn, tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số là gì? Hôm nay xin hướng dẫn cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Vào giữa năm 2017, các khái niệm về tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số bắt đầu phổ biến tại Việt Nam. Trong đó điển hình phải kể đến là Bitcoin, nó là ông vua của tiền mã hóa. Giá trị của các đồng tiền này liên tục tăng mạnh và giúp nhiều nhà đầu tư giàu lên nhanh chóng. Nhưng cũng chính những đồng coin này đã khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn khi giá trị của chúng sụt giảm nghiêm trọng sau thời gian đó. Hiện tại, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu rõ về bản chất của những đồng tiền điện tử này, thậm chí chưa biết gọi đúng của chúng là tiền điện tử, tiền ảo, tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số và các vấn đề xung quanh chúng. Bài viết này hôm nay, trong video này hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem tiền ảo là gì, tiền điện tử là gì, tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số là gì. Chúng có ưu nhược điểm gì? Năm 2021 có nên đầu tư vào tiền điện tử nữa hay không? Hướng dẫn này sẽ phù hợp cho những người mới bắt đầu. Trong video này hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem tiền ảo là gì, tiền điện tử là gì, tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số là gì. Chúng có ưu nhược điểm gì? Năm 2021 có nên đầu tư vào tiền điện tử nữa hay không? Hướng dẫn này sẽ phù hợp cho những người mới bắt đầu tham gia vào thị trường crypto. Nội dung chính: tiền ảo là gì, tiền kỹ thuật số và tiền điện tử là gì, tiền mã hóa cryptocurrency là gì, tổng kết về mặt định nghĩa, tiền điện tử hoạt động như thế nào, ưu và nhược điểm của tiền điện tử, ưu điểm của tiền điện tử, nhược điểm của tiền điện tử, tình trạng pháp lý của tiền điện tử tại Việt Nam và thế giới, tiền ảo có lừa đảo đa cấp không, năm 2021 có nên đầu tư vào tiền điện tử, tiền ảo hay không, tiền ảo Virtual Currency là một dạng tiền kỹ thuật số Digital Money không được kiểm soát, được phát hành bởi chính phủ mà tạo ra và quản lý bởi các nhà phát triển Developer và được sử dụng chấp nhận giữa các thành viên trong một cộng đồng ảo cụ thể. Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu EBA định nghĩa tiền ảo không phải là một đơn vị tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương hoặc cơ quan công quyền phát hành, cũng không nhất thiết phải gắn liền với tiền pháp định, nhưng được nhóm cộng đồng cụ thể chấp nhận làm phương tiện thanh toán và có thể chuyển nhượng, lưu trữ hoặc giao dịch điện tử. Tiền ảo cũng được chia làm 3 loại chính: tiền ảo đóng hay tiền tệ viễn tưởng là đơn vị tiền dùng trong các thế giới viễn tưởng như trong game trực tuyến. Tiền ảo đóng không có liên hệ với nền kinh tế thực sự. Tiền ảo dịch chuyển một chiều. Các dạng tiền ảo có thể mua bằng tiền thật nhưng không thể chuyển đổi theo hướng ngược lại. Ví dụ như các coupon, điểm tích lũy trong thẻ, tiền tài khoản Amazon, Facebook. Tiền ảo phi tập trung là các đơn vị tiền được tạo ra dựa trên nền tảng không tập trung như Ethereum và Bitcoin. Tiền kỹ thuật số và tiền điện tử là gì? Tiền kỹ thuật số có nghĩa giống như tiền điện tử Electronic Currency là một đơn vị tiền tệ ở dạng kỹ thuật số, không phải là ở dạng vật lý như tiền xu hay tiền giấy. Với khả năng sử dụng như tiền vật lý nhưng kèm theo các đặc tính của kỹ thuật số là giao dịch tức thì và chuyển tiền xuyên biên giới. Tài khoản tiền kỹ thuật số có thể được lưu trữ điện tử trên một chiếc thẻ hoặc thiết bị khác. Tiền kỹ thuật số có thể quản lý tập trung, còn đơn vị trung tâm kiểm soát mọi hoạt động phân phối cũng có thể quản lý phi tập trung. Nguồn cung tiền có thể lên đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tiền kỹ thuật số có thể được chia làm 2 loại. Thứ nhất, tiền kỹ thuật số tập trung. Các hệ thống như PayPal, WebMoney, Payoneer là các đơn vị quản lý tiền kỹ thuật số tập trung với các tài khoản Apple Pay, Google Wallet cũng là tiền kỹ thuật số tập trung. Thứ hai, tiền kỹ thuật số phi tập trung như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple và những loại tiền ảo khác cũng là kỹ thuật số. Tiền mã hóa cryptocurrency là gì? Tiền mã hóa cryptocurrency là một tài sản kỹ thuật số mà chức năng tài chính của nó hoạt động như một phương tiện trao đổi giá trị trong một hệ thống kinh tế ngang hàng. Sử dụng một
mật mã học để xác thực và bảo mật các giao dịch cũng như kiểm soát việc tạo ra các đồng tiền mới. Tiền mã hóa được xếp vào nhóm phụ của tiền kỹ thuật số và cũng được xếp vào nhóm phụ của tiền ảo. Bitcoin là đồng tiền mã hóa phi tập trung đầu tiên trên thế giới được tạo ra vào năm 2009 bởi Satoshi Nakamoto và sau đó đã có rất nhiều đồng tiền mã hóa khác ra đời như Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar, Bitcoin Cash mà được gọi chung là Altcoin. Tổng kết về mặt định nghĩa. Như vậy về định nghĩa, chúng ta có thể thấy tiền kỹ thuật số cũng là tiền điện tử sẽ bao hàm tất cả các loại tiền ảo và tiền ảo bao hàm tất cả các loại tiền mã hóa. Có thể hiểu là tiền mã hóa có thể gọi là tiền ảo hoặc tiền kỹ thuật số, nhưng tiền kỹ thuật số và tiền ảo chưa chắc đã là tiền mã hóa. Và tiền ảo có thể gọi là tiền kỹ thuật số, nhưng chưa chắc mọi loại tiền kỹ thuật số đều là tiền ảo. Tiền điện tử hoạt động như thế nào? Tiền điện tử được hỗ trợ bởi toán học, chứ không phải là những văn bản của chính phủ hay tổ chức tài chính. Trong khi cũng giống như tất cả các loại tiền tệ, chúng vẫn phụ thuộc vào giá trị mà chúng được công nhận. Sự khan hiếm của chúng dựa trên nền tảng toán học và không thể điều chỉnh bởi bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Chúng không bị trói buộc với sự sẵn có của hàng hóa vật chất, chẳng hạn như vàng cũng không thể được tạo ra một cách nhân tạo bởi vì các chính phủ hoặc tổ chức tài chính như đồng đô la. Tiền điện tử sử dụng một mạng lưới phân phối để cho phép hệ thống giao dịch P2P, peer-to-peer, giao dịch ngân hàng mà không cần đến các bên thứ ba. Để đảm bảo sự an toàn, mật mã sử dụng các thuật toán toán học và một số sổ cái công khai. Để đảm bảo mọi giao dịch đều hợp pháp, phương trình toán học phức tạp được sử dụng để liên kết mỗi tài khoản với số tiền thực mà chủ tài khoản muốn chi tiêu. Người sử dụng thường được gọi là thợ mỏ, dành các tài nguyên tính toán của họ để giải quyết các phương trình và thường nhận phần thưởng với một lượng nhỏ tiền điện tử. Ưu điểm và nhược điểm của tiền điện tử. Thứ nhất, ưu điểm của tiền điện tử thuận tiện trong giao dịch. Nếu khi tiền gửi tại ngân hàng, bạn có thể bị giới hạn chuyển khoản rút tiền trong một ngày, thì với tiền điện tử bạn có thể có quyền tự do giao dịch bất chấp không gian và thời gian. Bitcoin không thể làm giả vì không tồn tại dưới dạng vật chất và mỗi đồng tiền điện tử tồn tại dưới một dãy bit mã hóa duy nhất trên Internet. Độ bảo mật an toàn cao, chi phí giao dịch cực thấp, an toàn và bảo vệ môi trường, có tiềm năng phát triển thương mại điện tử. Thứ hai, nhược điểm của tiền điện tử. Sử dụng không quá dễ dàng. Với những người đã quen sử dụng công nghệ thì vấn đề này không quá khó khăn. Nhưng đối với những người ít có cơ hội tiếp xúc với công nghệ thì việc tạo ra ví Bitcoin và quản lý lại khó khăn, không chừng còn bị lừa đảo. Giá Bitcoin thường biến động lên xuống mà chúng ta rất khó để đoán trước được. Điều này giống với sự lên xuống của thị trường chứng khoán, là nơi cho tội phạm hoạt động rửa tiền. Có lẽ đây là nhược điểm lớn nhất. Và cũng vì lý do này mà những quốc gia chưa chấp nhận đồng coin là một loại tiền tệ hợp pháp. Tình trạng pháp lý của tiền điện tử tại Việt Nam và thế giới. Tại Việt Nam, Bitcoin và các đồng coin khác không bị cấm, nhưng cũng không ủng hộ các vấn đề liên quan đến Bitcoin. Và chính phủ cũng nhiều lần cảnh báo người dân nên cẩn trọng khi giao dịch và đầu tư Bitcoin. Vào năm 2018, Việt Nam đã có điều luật về Bitcoin mà bạn cần biết cụ thể như sau. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nếu bạn dùng Bitcoin, Altcoin như là đơn vị tiền tệ currency thì bạn sẽ vi phạm pháp luật, tức là cấm thanh toán hàng hóa bằng Bitcoin. Bạn không được sử dụng Bitcoin để mua bất cứ thứ gì ở Việt Nam. Như vậy là vi phạm pháp luật, nhưng nếu bạn dùng nó như hàng hóa dùng Việt Nam đồng để mua thì không vấn đề gì. Còn trên thế giới cũng đã rất nhiều quốc gia chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và xem nó như một loại tiền tệ giao dịch. Điển hình có thể đến là Nhật Bản. Dưới đây là biểu đồ về tính hợp pháp của Bitcoin trên toàn thế giới. Bạn có thể thấy xanh lá là hợp pháp ủng hộ, vàng pháp luật không cấm nhưng cũng không ủng hộ, đỏ là luật pháp dị nghị, xanh đen chưa rõ. Vậy tiền ảo có lừa đảo đa cấp không? Tôi khẳng định luôn là tiền ảo hay tiền điện tử không phải là lừa đảo đa cấp. Nó hoàn toàn minh bạch và công khai. Bạn có thể mua bán nó bất cứ lúc nào tại các sàn giao dịch lớn nhỏ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ví dụ như Bitcoin, nó được sử dụng rộng rãi không chỉ với các cá nhân mà còn với các công ty doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới như Microsoft, Lewis,
Private Flying Over Stockholm, Sacramento King, Tiger Direct, Time In và vân vân. Phần lớn những người nói tiền ảo lừa đảo là họ không hiểu biết, và mình cũng hiểu lý do họ gọi tiền ảo là lừa đảo. Lý do mà mình thực thấy như khi một người nào đó mới tìm hiểu về tiền điện tử và muốn mua chúng, họ chưa có kiến thức về giao dịch tiền ảo. Họ tìm trên mạng và mua của một cá nhân nào đó. Họ chuyển tiền cho người bán nhưng người bán không chuyển lại tiền ảo cho họ. Nó sẽ thành lừa đảo. Vụ việc Bitcoin Lake và HXT sập cũng là vì lý do nhiều người gọi tiền ảo là đa cấp lừa đảo. Lý do bởi vì khi đầu tư vào hai đồng coin đa cấp này, các nhà đầu tư sẽ phải mua tiền ảo, cụ thể là Bitcoin, để nạp vào và sau đó dùng Bitcoin để mua coin của hệ thống, từ đó nhận lãi bằng đô. Và khi BCC HXT sập, tiền ảo cũng lừa đảo luôn. Chốt lại ở đây, tiền ảo không lừa đảo ai cả, mà chỉ do một cá nhân tổ chức nào đó lợi dụng để lừa đảo người khách hàng mà thôi. Các bạn vừa theo dõi thông tin về thế nào là tiền ảo.